Chào mọi người nha. Bây giờ nhu cầu sử dụng máy in cho gia đình hoặc là máy in văn phòng rất là cao nhá. À, có nhu cầu mua một cái máy in để về in đề hoặc là cho con cái học hành online hoặc in phục vụ mục đích của gia đình nhá. Thì có một số bạn là điện thoại hỏi mình là có hai dòng máy in, dòng Canon 6030 và dòng máy in Canon 2009, thì nên chọn dòng nào? Thì bây giờ hôm nay mình ra cái video này để mình phân tích về cái câu để trả lời câu hỏi cho bạn nhé. Trước tiên là mình sẽ nói về Canon 6030. Canon 6030 thì về cấu tạo của khay giấy, tức là khay giấy vào này, thì chỉ có một cái khay giấy giấy thôi. Đây đây, khay giấy ở chỗ này. Nó không có một số dòng khác, nó có cái khay trên. Khay trên này này, khay trên này để mà bỏ thêm, ví dụ như đây là bỏ giấy A4 thì khay trên sẽ bỏ giấy A5. Thế còn cái dòng các Canon 6030 này là không có. Còn dòng này 6030 này á, chỉ in qua được in qua giấy kết nối USB các bạn nhá. Giấy kết nối USB là giấy này này. Đây. Nếu như có 6030 với kép, nếu như có chữ với kép ở đấy á thì sẽ in được qua Wi-Fi. Chứ quả này thì không in được quá cái file các bạn nha. Vậy là hộp mực của thằng Canon 6030 này là hộp mực nhỏ các bạn này. Đây, đây là mình lấy hộp mực cho các bạn xem luôn. Đây là hộp mực của Canon 6030 này. Hộp mực này là in được, nếu như độ phủ mà 5% thì các bạn in được một lần đổ mực vậy là sẽ in được là 800 đến 1000 tờ là hết mực. Đây, tốc độ in của Canon 6030 này á là 18 trang trên 1 phút. Cái này nếu như bạn mà in ít á thì dùng con này cũng tốt, cũng được, và tốc độ in cũng nhanh, 18 trang trên 1 phút là nhanh rồi. Nhanh thôi, nhưng mà chỉ đặc điểm là hãy hết mực thôi, nhanh hết mực. Con này nhỏ gọn đẹp. Nếu hàng tháng mà bạn in với số lượng ít thì ví dụ như in khoảng vài 1-200 giấy khoảng winter thì các bạn dùng con này là đẹp. Còn mình sẽ phân tích về con máy in Canon 2900. Con Canon 2900 thì tốc độ in của Canon 2900 là 12 trang trên 1 phút, đang thua xa về con này này. Con này là 18 trang. Nhưng mà cái khay giấy của Canon 2900 này, khay giấy này của Canon 2900 là sẽ có là ở đây là có hai khay. Có hai khay nhá. Đây là khay bên dưới này á, mình có thể là bỏ A4 này. Còn khay trên này á thì mình bỏ A5 này. Đây, đây các bạn nha. Đó, có hai khay giấy đấy. Hai khay giấy vào. Còn ở đây là nạp mấy cả là khay giấy ra này, khi mình in cùng cái đó có như bên 6030 có khay giấy ra này. Đây. Con Canon 2900 này nó hơn với con 6030 ở điểm là con này là hộp mực, dùng hộp mực 12A. Đây, hộp mực 12A và độ phủ của hộp mực này là in được, nếu như độ phủ mà 5% sẽ in được 1800 đến 2000 tờ là hết mực. Con của 6030 đây, 6030 thì chỉ in được là 1800 đến 1000 tờ. Các bạn thấy rồi chứ nè, độ phủ 5% các bạn nhá, mình không nói đến ít tranh ảnh đâu nhá. Đây. Nếu về thiết kế thì con 6030 này nó còn đẹp hơn 2009. Nhưng mà về hộp mực và về độ dùng linh kiện để thay thế á, thì là con Canon 2900 là con có đồ nhiều hơn và đồ gọi được gọi là thông dụng hơn. Máy in Canon 2900 được gọi là Canon máy in quốc dân. Đây. Con đây hai con này mình cho hai con này. Con Canon 2900 này cũng kết nối bằng dây USB các bạn nhá, không kết nối qua cái file được đâu nhá. Các bạn chú ý cho mình này, nếu như máy in mà có chữ V kép ở đằng sau này, ví dụ như đây là 6030 V kép thì chắc chắn là in qua được Wi-Fi, không cần dùng để dây kết nối này nữa. Đấy. Và mình kết nối với Wi-Fi nhà là in được máy in. Đấy, qua phân tích thì mình các bạn tự chọn nhá. Đó, hai con này đó
đúc kết lại là khác nhau về tốc độ in. 6030 là 18 trang trên 1 phút, còn 2009 là 12 trang trên 1 phút, và khác nhau về hộp mực. Hộp mực của 2009 là in được nhiều tờ hơn hộp mực của 6030. Đấy, nhưng mà thiết kế của 6030 thì đẹp hơn của 2009. Và đồ của 2009 sẽ thông dụng hơn đồ của Canon 6030. Đấy, các bạn chọn nhá. Nếu bên mình phân phối máy in cũ và mới nhiều nhá, các bạn liên hệ về máy văn phòng Cương Nga, bên mình sẽ báo giá cho các bạn về rất nhiều dòng máy in nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.